sang trọng, lịch lãm, cao cấp. Dây thể thao Timan lựa chọn hoàn hảo để bảo vệ đôi chân. Với phần mũi bo tròn, đem lại cảm giác thoải mái từ khi xỏ giày đến tận cuối ngày. Từng đường chỉ trên giày được may hoàn toàn thủ công, tỉ mỉ, tạo nét đẹp riêng, tinh tế. Đế cao su non mềm bao linh hoạt quanh giày, chịu lực cực tốt, tạo sự thoải mái nhẹ tênh khi mang giày. Bên trong giày Timanus sử dụng lót giày cao cấp, ngay lập tức bạn cảm nhận được độ êm của giày khi đặt chân. Để lại ngay số điện thoại của bạn dưới video và có ngay một đôi giày Timanus của riêng mình. Bảo hành da và chỉ trong 5 năm, bao đổi trong vòng 30 ngày, được xem hàng trước khi nhận. Miễn phí giao hàng tận nhà, để lại số điện thoại đặt hàng ngay.